Làm thế nào để mở rộng thị trường kinh doanh sang nước ngoài? Hôm nay mình nhận được một comment mà mình rất là vui luôn. Bạn đó khen mình là giỏi quá, là bán hàng mà có thể mở rộng sang nước ngoài, bán cho người nước ngoài luôn. Nhưng mà thực sự á, mình rất là vui khi nhận được comment này, nhưng mà thực sự là không phải là mình giỏi đâu, nhưng mà mình có rất là nhiều người bạn cộng sự làm việc chung với mình, và mỗi người đều có một cái tầm nhìn á, một cái tầm nhìn, một cái gọi là cái hướng để có thể mở rộng cái việc kinh doanh hơn. Và rất là may mắn là tụi mình đều có được những cái mối quan hệ cũng như những cái sự hiểu biết nhất định để có thể mà tiếp cận được với những cái nền kinh tế nước ngoài ngoại nhập, thì từ đó mình mới có thể bán hàng sang nước ngoài. Và cái điều đó cũng là một cái duyên với mình nữa, chứ cũng không phải là vì mình giỏi, nhưng mà nó là một cái duyên và mình tận dụng cái cơ hội đó. Cơ hội đem đến cho mình thì mình tận dụng nó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái câu chuyện về cái việc mà mình làm sao để bán hàng sang nước ngoài, làm sao để có những khách hàng là người nước ngoài. Và hiện tại cái lượng khách hàng nước ngoài á, đối với sức mình nó không còn là một cái gọi là bonus thêm nữa, mà nó là một cái nguồn khách hàng chính luôn. Nó đem lại thu nhập và đem lại cái doanh số bán hàng cho mình chính trong từ mỗi tháng, trong mỗi năm luôn. Nên là mình rất tự hào về điều đó, cũng như là rất cảm thấy rất là may mắn khi mà có được điều đó. Thì mình chia sẻ một chút là khi mà mình mới bắt đầu kinh doanh á, thật ra như mà mình đã nói ở những video trước á, thì mình mới bắt đầu kinh doanh, mình không hề là bán sỉ và mình cũng không hề lựa chọn cái đối tượng khách hàng nó quá cao như vậy. Nhưng mà trong cái quá trình mình kinh doanh á, dần dần mình chuyển sang bán sỉ, thì mình chuyển hướng như thế nào mình cũng đã kể cho các bạn nghe ở video trước rồi đúng không? Thì dần dần mình có một cái cơ hội, đó là mình gặp được cái đơn vị vận chuyển và sau đó là mình tiếp xúc với họ. Tại vì như thế này, trước đây á, mình làm cho công ty của cậu mình. Và thật sự thì khoảng thời gian làm ở đó cũng ngắn thôi, trong vòng 2 tháng thôi, và mình cũng không làm được quá nhiều việc. Nhưng mà có điều là mình thấy được ở trong cái môi trường đó, mọi người làm việc khá là tích cực, và những cái người sếp, những cái người tuyến đầu á, những cái người mà đi trước á, họ luôn có một cái tầm nhìn rộng và luôn tìm mọi cơ hội, mọi cái tiếp cận để họ có thể tiếp cận với đối tượng khách hàng là người nước ngoài, và có thể đem cái sản phẩm của mình ra nước ngoài thế giới, ra ngoài những cái nước lân cận khác đó. Nên là từ đó mình mới có cái suy nghĩ là, tại vì song song với việc mà mình đi làm đó để tích lũy kinh nghiệm thì mình vẫn đang bán hàng, nên mình mới suy nghĩ là không biết là liệu cái mặt hàng trong công ty, thì mình không nói rồi, nó quá gọi là nó có sự đẳng cấp riêng của nó đúng không, thì nó dễ dàng tiếp cận với đối tượng khách hàng là người nước ngoài hơn. Và liệu rằng là những cái sản phẩm hiện tại mình đang kinh doanh riêng, là mình đang kinh doanh cá nhân của mình, nó là những cái sản phẩm có giá thành thấp, chỉ là một cái sản phẩm tiêu dùng thôi, chứ nó không có gì gọi là thể hiện được cái đẳng cấp, thể hiện được cái giá trị cao của nó. Nhưng mà thật sự là lúc trước mình nghĩ như vậy, nhưng mà sau này mình mới hiểu một vấn đề là tất cả những cái sản phẩm có mặt trên thị trường nó đều mang lại một cái giá trị sử dụng, một cái giá trị tiêu dùng khác nhau. Và cho dù nó là sản phẩm giá rẻ hay là sản phẩm đắt tiền, thì nó vẫn có cái chỗ đứng của nó, nhất định của nó, đúng không? Nên là mình mới suy nghĩ rất là nhiều về cái việc này, và mình dần dần mình tìm hiểu trên mạng xã hội nè, rồi mình cũng tìm hiểu qua những cái công ty đó. Mình bắt đầu tìm kiếm những cái mối quan hệ là những cái công ty vận chuyển nước ngoài, tất cả các nước luôn. Lúc đó thì mình chưa có khẳng định được là mình chọn cái nước nào để mình phát triển đâu, hay là cái sản phẩm của mình nó phù hợp với nước nào đâu. Nhưng mà lúc đó mình chỉ nuôi cái hy vọng là mở rộng cái thị trường sang nước ngoài và tiếp cận khách hàng nước ngoài, thì mình tìm hiểu và tiếp cận những cái công ty vận chuyển. Sau đó rồi mình mới dần dần lân la hỏi chuyện họ nè, rồi bắt chuyện với họ, tạo dựng mối quan hệ. Sau đó là mình tìm kiếm ở trên mạng xã hội, ở trên internet những cái bài báo về nói về thị trường, cũng như là những cái nhà xe mà hay gửi hàng đi đó. Mình thời điểm đó mình cảm giác mình y như là paparazzi vậy đó. Mình đi đến những cái nhà xe, mình đứng ở trước cửa, đứng trước cổng của nhà xe, rồi mình quan sát cái những cái hàng hóa mà người ta mang đến, rồi những cái hàng hóa mà họ sẽ xuất đi ở trên xe, những cái nước lân cận như
Lào, Campuchia đồ á, thì đa số là họ sẽ không sử dụng hình thức là vận chuyển bằng đường bay, nhưng mà họ sẽ sử dụng hình thức là vận chuyển bằng xe nha, nên là mình cũng có thể dễ dàng quan sát nữa. Và những cái nước khác như là Malaysia thì họ có thể vận chuyển bằng tàu, bằng đường bay, thì mình tạo dựng mối quan hệ xong rồi mình đi tìm kiếm những cái nhà xe, những cái công ty vận chuyển khác, rồi bắt đầu mình theo dõi, mình đứng mình quan sát từ xa, quan sát xem là trong một cái ngày đó họ họ làm những cái gì, rồi họ đi hàng như thế nào, và cái lượng hàng ra vô như thế nào, và cái đối tượng mà khách hàng của họ đem hàng đến để gửi á thì là những đối tượng nào, và mặt hàng nó là cái gì. Thật sự là nói cái chia sẻ cái này trước giờ mình chưa từng bao giờ nói đến hết đúng không, nhưng mà mình chia sẻ này ra thì cảm giác y như là mình là một phóng viên vậy á. Tại vì mình sử dụng cái hình thức này, mình sử dụng cái hình thức này á là vì trong cái giai đoạn mà mình làm ở công ty á, làm ở công ty á, thì cái anh trưởng phòng á, ảnh có dắt mình đi, gọi là đi thị trường á, đi thị trường ngồi mình, lúc mình nghĩ đi thị trường mình nghĩ cái nó là một cái gì đó, nó quy mô nó ghê gớm lắm kìa, mình nghĩ là mình sợ luôn, mình sợ mình không làm được á, nhưng mà thực chất á cái việc đi thị trường nó rất là thú vị luôn. Lúc đó ảnh dắt mình đi thị trường bằng cái hình thức là sáng nào cũng ra ngồi ở một cái địa điểm đó uống ly cà phê và quan sát thôi, quan sát và ghi chép lại thôi, chứ chả có phải gì mà ghê gớm hết á. Nhưng mà mình hiểu được là khi mà muốn đi thị trường vậy á thì cái người đó họ phải tìm kiếm gọi là cái khu vực nào nó có nhiều cái cơ sở, cái doanh nghiệp cũng như là cái đối tượng khách hàng phù hợp với nhu cầu bán hàng của mình, và nó có tiềm năng thì mình mới đi thị trường khu vực đó. Và cái việc mà mình đến những cái nhà xe, những cái công ty vận chuyển thì cũng như là đi thị trường vậy đó. Đó, mình mới tìm kiếm rất một khoảng thời gian rất là lâu luôn á, cũng vài tháng trời đó, rồi mình mới lân la kết bạn với những người đó, xong rồi tìm kiếm những cái thông tin ở trên mạng xã hội, và mình vào những cái group của người nước ngoài xem họ livestream bán hàng và tạo những cái tương tác với họ, sau đó mình kết bạn với họ. Tóm chung là mình phải tìm một cái cầu nối. Thứ nhất là mình phải tìm một cái cầu nối, thứ hai là chính mình cũng phải tạo dựng được một cái mối quan hệ với khách hàng đó, với đối tượng khách hàng đó. Và lần lần á ở nước ngoài á, mình thấy họ có một cái rất là hay vậy nè, họ bán hàng y như là một cái mạng lưới vậy đó. Ví dụ như không biết là các bạn có thấy là ở Việt Nam mình cũng có cái kiểu kiểu như vậy á, là khi mà bán một cái sản phẩm gì ra, họ như là một cái hệ thống hay như một cái mạng lưới vậy đó, sẽ có một cái bạn gọi là VIP Pro đúng không, là các bạn nó bán rất chạy rất ok, là nổi tiếng được những người khác biết đến, những có những cái bạn cấp dưới bạn đó sĩ nhỏ biết đến, rồi những cái nhà bán lẻ khác họ cũng biết đến, và những cái khách hàng mua hàng họ cũng biết đến cái người đó, xong rồi xuống nữa là cái nhà phân phối của cái người đó, rồi đại lý cấp 1, 2 dạng dày đó, họ cũng cái kiểu như vậy luôn. Và mình tìm kiếm đương nhiên cái gì nổi trội nhất, cái người nắm đầu thì đương nhiên sẽ lúc nào cũng được chú ý hơn và viral hơn đúng không, có cái vai hơn, thì mình tìm kiếm cái người đó đầu tiên, xong rồi mình lần là tiếp cận được cái người đó, và khi mà tiếp cận cái người đó thì cái người đó cho mình nhiều thông tin và biết thêm về những cái cách thức mua hàng, bán hàng, nhập hàng cũng như là cái nhu cầu mua hàng của đất nước họ như thế nào, thì từ đó mình mới bắt đầu là thực hiện những cái chiến lược marketing quảng cáo. Và đương nhiên bây giờ mình muốn đánh sang thị trường nước ngoài thì cái đối tượng marketing quảng cáo của mình hướng đến sẽ là người nước ngoài đúng không? Chắc các bạn sẽ thắc mắc là người nước ngoài nếu họ không hiểu tiếng Việt thì mình phải làm như thế nào? Tiếng Anh là thứ tiếng mà được phổ biến trong cái việc mà chúng ta giao tiếp hàng ngày, trong học tập, trong buôn bán, trong môi trường văn phòng và tất cả những cái môi trường khác, hầu như tiếng Anh rất là phổ biến, nhưng mà cũng có những trường hợp là không phải ai cũng biết tiếng Anh, nên là cái việc mà các bạn sử dụng tiếng Anh để làm marketing quảng cáo nó chỉ là một phần thôi, nó chỉ là một phần thôi. Các bạn vẫn phải sử dụng tiếng mẹ đẻ của họ, của cái đối tượng khách hàng, cái đất nước mà bạn nhắm đến đó. Thì mình bán ra một vài nước thì mỗi đất nước mình đều làm một cái video clip marketing dùng thứ tiếng của họ. Trước tiên là để chào sân cho họ biết đến mình đã, cho họ hiểu được cái thông điệp mà mình muốn đem đến, mình muốn chia sẻ đã. Thì cái việc này đương nhiên là mình không thể nào biết hết những cái thứ tiếng đó rồi. Và cái việc mà mình mướn một cái thông dịch viên hay là một cái người nào đó để nói thay mình họ biết á thì nó cũng rất là khó. Thứ nhất là những cái đất nước hiện tại mình đang hướng đến, mình đang phát triển thì
nó không quá, cái thứ tiếng của họ nó không quá phổ biến, để ở Việt Nam mình kiếm được những người biết tiếng đó thì nó cũng không quá nhiều. Cái thứ hai nữa là khi mà họ biết á, chưa chắc họ có thể quay một cái video cho mình, tại vì họ chỉ biết nói một cái cách tự phát của bản thân họ thôi, còn diễn đạt như thế nào cho hay hay là để quay thành một cái video đó, nó cũng không có dễ dàng. Và thời điểm đó thì mình cũng không, mới bắt đầu mà mình cũng không có quá nhiều cái khả năng để chi trả cho cái việc là thuê này thuê kia, rồi làm marketing như thế này như thế nọ, thì mọi thứ đều là do mình tự làm hết, do mình và team mình tự làm, các bạn cùng nhau làm hết. Thì mình giải quyết cái việc đó bằng cách là mình quay video bằng tiếng Việt, xong rồi mình sub sang tiếng tiếng nước ngoài, mình sub lồng tiếng luôn, mình sub lồng tiếng luôn. Xong rồi dần dần sau này thì mình có những cái bạn khách hàng á, những bạn khách hàng quen thuộc đầu tiên á, thì mình mới nhờ những cái bạn đó hỗ trợ mình mới nhờ là mình làm một cái bản dịch thuật từ tiếng tiếng của mình á sang tiếng của họ, xong rồi nhờ họ dịch lại, coi dịch lại cho mình, dịch lại cho mình xem, rồi mình lọc lại lần nữa coi cái nội dung nó hợp lý không. Hợp lý rồi thì mình nhờ họ voi, và mình dùng cái hình ảnh của mình diễn đạt, mình nói. Nói chung là mình cũng nghe nhiều lần, sau đó rồi mình sẽ nhép miệng voi theo cái cách họ nói đó. Đó là những cái mẹo của mình. Thật sự là những cái mẹo này không ai chia sẻ cho các bạn đâu, đúng không? Tại vì đây là để gọi là nó hay, nó tốt, nó hoàn hảo thì nó không, mình không dám nói về điều đó, nhưng mà thực chất mình đã làm và áp dụng rất tốt, cũng nó cũng là một phần tạo nên cho mình ngày hôm nay đó. Nhưng mà mình chia sẻ cái điều này với các bạn mình không ngại, vì vì mình muốn các bạn hiểu thêm được cái tính chất công việc của mình, cũng như là những các bạn đang trẻ nào đang có ý định startup, muốn phát triển, muốn kinh doanh, thì các bạn sẽ thứ nhất là có động lực, thứ hai là có một cái chút gì đó gọi là kinh nghiệm xương máu, để các bạn có thể áp dụng thử, hoặc là các bạn có thể học hỏi đó. Nên đó là điều mà mình mong muốn hướng đến, chứ mình không có giấu nghề, mình không có muốn giữ riêng cho bản thân. Nhưng mà các bạn phải chọn lọc nha, những cái thông điệp mà mình đem đến thực chất đó, nó không có trên sách vở, chỉ một phần nào đó thôi, nhưng mà hoàn toàn là do kinh nghiệm cá nhân. Nên là các bạn hãy chọn lọc cái nào thích hợp đối với tình trạng cũng như là cái nhu cầu của các bạn, thì các bạn hãy thử áp dụng theo. Nếu mà áp dụng thấy ok, thấy đạt được thành quả tốt thì chia sẻ cho mình để mình vui cùng nha. Đó, thì sau những cái bước marketing là bắt đầu dần dần mình có những khách hàng đầu tiên rồi. Những cái khách hàng đầu tiên đó mình phải duy trì mối quan hệ với họ, và nhờ họ mình mới tiếp cận đến những cái đối tượng khách hàng rộng hơn nữa. Và đương nhiên mình cũng duy trì cái việc marketing nữa. Thì thực chất á, người nước ngoài hay là người trong nước gì, họ đều có những cái nhu cầu mua hàng như nhau. Như nhau là như thế nào? Thứ nhất là họ đều có nhu cầu mua hàng với mức giá tốt nhất, thứ hai là chất lượng ổn định nhất, thứ ba là về cách phục vụ đối với mình, đối với họ. Thì người nước ngoài hay là người nước mình gì cũng vậy hết, họ đều luôn muốn những cái điều đó đặt lên tiêu chí hàng đầu khi mà họ lựa chọn một cái nhà cung cấp, một cái nơi mà họ mua hàng, đúng không? Các bạn cũng vậy, đúng không? Nên là mình chỉ cần đáp ứng tốt những cái điều đó. Thứ nhất là đem cho họ những cái mặt hàng ổn định về chất lượng, thứ hai là chịu trách nhiệm về những cái sản phẩm mình tạo ra, thứ ba là đem đến một cái mức giá phải chăng hợp lý, thứ tư đó là cái cách mà mình phục vụ họ, cái cách mà mình take care họ thật tốt, thật ân cần, thì lúc đó họ sẽ ở lại với mình lâu dài. Và đương nhiên những cái người ở lại đó họ sẽ đem tiếp những cái đối tượng khác, những cái nhu cầu khác đem đến cho mình nữa, và mình tiếp tục duy trì cái việc marketing thì chắc chắn là mình sẽ thành công thôi, mình sẽ mở rộng được cái thị trường thôi. Và quan trọng một điều nữa, khi mà các bạn đang kinh doanh mà các bạn muốn mở rộng thị trường sang nước ngoài, thì các bạn cần phải xem xét lại cái sản phẩm của mình xem là nó có phù hợp hay không. Như là mình đã chia sẻ ở video trước, thì cái sản phẩm nó phù hợp là thứ nhất là nó không vi phạm thương hiệu, thứ hai là nó tiệm cận với cái nhu cầu của người ta, thứ ba là nó dễ dàng để có thể lưu thông vận chuyển, nó không phải, thứ nhất là nó không phải là hàng bị nằm trong danh sách cấm, thứ hai là nó là một cái mặt hàng nó không quá cồng kềnh. Tại vì các bạn hiểu điều là cái chi phí mà đi vận chuyển nước ngoài nó khá là cao, nếu như cái mặt hàng nó cồng kềnh hay là nó khó vận chuyển thì mình nghĩ là các bạn mở rộng thị trường nó cũng rất là vất vả, vì các bạn sẽ phải chịu rủi ro khá là cao á, nên là phải cân nhắc về điều đó. Các bạn phải chọn lọc rất nhiều thứ, tuy là nó có khó khăn, nhưng mà khi mà các bạn thực hiện được rồi thì nó là một cái phần góp vào việc mà phát triển cái doanh nghiệp của mình, và nó
đẩy cái doanh nghiệp của mình đi lên rất là nhanh, rất là mạnh ha. Nên là các bạn hãy cố gắng làm sao trước khi mình làm bất cứ một cái điều gì đó thì mình phải có một cái hiểu về nó, phải có một cái hiểu về nó nhất định trong một cái phạm vi mà nó đủ để mình có thể lường trước được tất cả những cái phương án mình đưa ra đều phải có A có B. Nhưng cái cách của mình đó là khi mà mình đưa ra một cái phương án nào đó thì mình luôn có một phương án dự phòng. Đó là cách làm việc của mình, nên là các bạn hãy áp dụng thử. Có thể là các bạn sẽ không hoàn toàn giống như cái nhu cầu cũng như cái cách làm của mình, nhưng mà các bạn có thể áp dụng những cái điều mà mình chia sẻ để thực hiện một phần nào đó có thể hỗ trợ cho cái công việc của các bạn hiện tại. Và nên nhớ là khi mà mình làm một cái gì đó thì các bạn đều phải chọn lọc nha. Chọn lọc là cái mình luôn ưu tiên nhắc nhở, là các bạn nên chọn lọc, cảm thấy nó thích hợp, phù hợp thì các bạn mới có thể áp dụng, chứ không phải những cái điều mình chia sẻ nó chỉ đúng với cái kinh nghiệm thực tế cũng như là cái tình trạng hiện tại của mình thôi. Còn với các bạn phải cân đo đong đếm làm sao nó phù hợp với tình trạng của các bạn thì các bạn mới có thể áp dụng được. Chứ mà áp dụng xong rồi quay lại nói với mình là em áp dụng như chị xong rồi em làm không được là không được nha, mình không có chịu trách nhiệm nha. Tại vì mỗi doanh nghiệp cũng như là mỗi cá nhân nó sẽ có một cái nhu cầu và những cái đối tượng khách hàng khác nhau á, nên là các bạn phải làm sao để lựa chọn những cái hình thức thích hợp nhất, phù hợp nhất. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi những video của mình. Nếu mà các bạn thấy hay thì hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ video nhiều hơn nữa nha. Tiếp tục đón xem những video sau, mình sẽ chia sẻ thêm rất là nhiều những cái kinh nghiệm kinh doanh của mình. Các bạn hãy đón xem nha. Cảm ơn rất là nhiều.